Tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, xây nhà trong năm 2022, được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Hoan hỉ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin mến chúc quý vị vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại của cả đời người. Ông bà ta vẫn thường nói an cư, lạc nghiệp. Vậy nên trong quá trình xây dựng nhà ở có rất nhiều nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần phải tuyệt đối lưu ý để giữ gìn cho gia đạo được an yên, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, thuận lợi. Các bậc thầy phong thủy đã chia sẻ rằng có những sai lầm đại kỵ khi xây nhà mới mà gia chủ cần tuyệt đối tránh xa. Nếu gia chủ giáp thân không muốn tự tay rước họa vào thân, sóng gió gian khổ trăm bề, có làm lụng vất vả mãi cũng chẳng đủ ăn. Chắc hẳn mệnh chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 cũng đang rất nóng lòng muốn tìm hiểu về vấn đề này, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát ngày hôm nay. Trong năm Nhâm Dần 2022, các mệnh chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 đã bước sang tuổi 19. Năm nay mệnh chủ tuổi Giáp Thân bị phạm Kim Lâu và Tam Tai, hai trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Giáp Thân muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi. Trước khi vào phần phân tích chi tiết về từng hướng nhà có xây được hay không, ta cần phải xem những hướng nhà nào hợp với tuổi quý vị. Với những người tuổi Giáp Thân có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, có 4 hướng tốt là hướng Tây Nam Phục Vị, hướng Tây Thiên Y, hướng Tây Bắc Diên Niên và hướng Đông Bắc Sinh Khí, và có 4 hướng xấu, đó là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Sát, cuối cùng là hướng Đông Nam Ngũ Quỷ. Nếu các mệnh chủ tuổi Giáp Thân đang ở trong những hướng Tây Nam, Tây Tây Bắc và Đông Bắc thì xin chúc mừng, còn nếu rơi vào 4 hướng xấu như hướng Đông, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông Nam thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu đã được khai quang để hóa giải những vận xui liên tiếp ập đến với gia đình của bạn do ở hướng nhà không hợp. Pháp khí gương bát quái tinh cầu đã được khai quang và trì chú theo pháp của đạo gia, cho nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải mọi điều xui xẻo đến với gia đình của bạn. Còn bây giờ là phần luận giải chi tiết về từng hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao Tham Lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần, Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai, thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tỷ hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tưởng sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Hơn nữa, với những mệnh chủ tuổi Giáp Thân, khi ở hướng Bắc thì không được hợp hướng, rơi vào cung Tuyệt Mệnh nên rất xấu. Hướng Tuyệt Mệnh là một phương vị hung tinh trong phong thủy bát trạch, hướng về phía âm khí. Đặc biệt, trong phong thủy cho thấy nhà nhiều âm khí sẽ gây ra bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp cũng như các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Với những mệnh chủ tuổi Giáp Thân hiện đang ở nhà hướng Bắc, mệnh chủ nên treo trước cửa pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và kèm theo một sâu tiền mai hoa phú quý để hóa giải hướng nhà tuyệt mệnh, giúp cho gia chủ tuổi Giáp Thân được may mắn và bình an trong chính ngôi nhà của mình.
Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Như quý vị và các bạn đã biết, hướng Nam cũng là hướng xấu đối với những mệnh chủ tuổi Giáp Thân vì bị phạm vào cung lục sát. Khi ở nhà hướng Nam, mệnh chủ sẽ bị những chuyện không hay xảy đến. Phái Bát Trạch Phong Thủy quan niệm rằng lục sát là sự kết hợp giữa phương vị của gia chủ và quái mệnh mà không phù hợp, tạo nên những điều kém may mắn. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ, Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ, Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Giáp Thân thì hướng Đông sẽ là một trong bốn hướng xấu cho mệnh chủ vì cung khôn mà ở hướng Đông sẽ rơi vào cung họa hại. Họa hại có ý nghĩa là một hướng, một cung, một sao xấu trong phong thủy. Xét theo ngũ hành, họa hại thuộc hành thổ và còn có tên gọi khác là sao lộc tồn. Nếu gia chủ xây nhà theo hướng họa hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài, vật chất và các mối quan hệ của gia đình. Mệnh chủ sẽ không có khả năng tích lũy tiền của, thường xuyên bị hao tổn tiền bạc. Làm được mà không giữ được thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những vụ kiện tụng, tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có và bị tiểu nhân quấy phá trong việc làm ăn. Vậy nên mệnh chủ cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu đã được khai quang chỉ chú để hóa giải hướng nhà bị rơi vào cung họa hại, giúp cho mệnh chủ tuổi Giáp Thân được may mắn và bình an thâu thu tài lộc. Thứ tư là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Hơn nữa, những mệnh chủ tuổi Giáp Thân mà ở nhà hướng Đông Nam cũng không phải là hướng tốt. Nó rơi vào hướng ngũ quỷ, một trong những hướng cực xấu cho gia chủ tuổi Giáp Thân khi ở trong nhà, bởi vì ngũ quỷ theo chiết tự có nghĩa là 5 con quỷ, gây ra sự bất lợi cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình thông qua nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, quý vị cũng cần phải treo trước cửa một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải hướng ngũ quỷ này, giúp cho gia chủ ở trong nhà được may mắn và bình an. Thứ năm là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích
là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà, bởi vì sao thất xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng, nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc. Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì lại nguy hại càng lớn hơn. Bởi tính hung hiểm của sao thất xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. May mắn, hướng Tây là hướng tốt đối với những gia chủ tuổi Giáp Thân, là hướng thiên y. Thiên y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Vậy nên để tăng cường sức khỏe cho gia chủ, hóa giải những xung sát thì cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ 6 là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, công trạng hiền hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống trong cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường góa vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn sông nước. Như vậy, tổng quan, hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông, thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc thì cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để đón cát tinh hóa giải hung tinh của năm. Những gia chủ tuổi Giáp Thân mà ở hướng này thì được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho gia đình thịnh vượng lên, vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ 7 là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Giáp Thân mà ở hướng này thì được sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì được hợp trạch, vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp cho nhà cửa của gia chủ thịnh vượng lên. Vậy nên để kích hoạt vượng khí của ngôi nhà hướng Đông Bắc, các thầy phong thủy khuyên các mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào và một pháp khí phong thủy chiêu tài hàng đầu là mai hoa phú quý để tăng cường vận khí của những ngôi nhà hướng Đông Bắc và kích hoạt tài lộc cho gia chủ đang sống trong nhà. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn, hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này.
với những mệnh chủ tuổi Giáp Thân đang ở nhà hướng Tây Nam. Đây là nhà hợp hướng với mệnh chủ vì ở hướng này được hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào và một pháp khí phong thủy chiêu tài hàng đầu là mai hoa phú quý để tăng cường vận khí của ngôi nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Giáp Thân trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay chia sẻ đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau. Đừng quên like, đăng ký kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ xin mến chào.